cá đấy. Con này chết rồi. Đâu? Chết rồi. Vẫn ăn được. Vẫn tươi mà. Chỗ mạnh lên em. Chỗ này lấy cá to. Vệ sinh rồi đi tìm kho báu nhiều thứ lắm. Không phải sứa đâu, còn không phải sứa đâu, không phải sứa. Con đấy là con nó gọi là con hải quỳ. Hải quỳ. Không ai để đằng im nhìn đi, chị chưa nhìn đến bao giờ. Đáng nhớ. Ở đây gọi là bông thùa nhưng mà trong sách sinh học nó gọi là con hải quỳ đấy. Nó không ngứa đâu đúng không ạ? Không, nó không ngứa, con nó ăn ngon. Chàm vào đi chị, chàm vào đi, chàm vào đi. Như con sứa sao? Không phải. Chàm vào đi xem nào. Con nó không ngứa đâu. Sứa nó khác, sứa nó có trùng trùng. Đấy, cá đây. Thôi thả nó ra. Đẹp quá này, hái được cá gì mà cứ thế đẹp đẹp. Cá mai, cá mai. Cá mai à? Cá mai. Sao nó về đã? Mày chưa ăn được. Nó chết rồi em. Chết rồi anh. Cá này. Chết rồi thì à. Cá này ăn được mà. Cá này ăn gói ngon. Nó vẫn sống kìa. Nhưng mà kéo để ăn thịt chứ có phải là yêu cá nhưng mà phải ăn thịt cá. Đấy. Đây là máy gì đây? Máy dò kim loại thì quay cá đây này, cá hay hơn. Anh ơi sao lại phải dò kim loại à? Cá kim loại. Anh dò xem tiếp ghép không quay rơi rồi, có tìm được. Anh dò kim loại còn dò ghép thế mà kim loại à? Anh dò em còn được cái dò dép của em thì chịu. Rồi, cá đuối quá. Cá đuối. Cá đuối. Cho nó vào đâu chứ? Cá đuối, cá đuối. Thôi, cho nó. Thôi xong rồi. Kéo đu đấy. Hai kéo đồng hồ. Đây này, đây này, đây này. À, nào rồi. Đấy, bên ngoài, bên ngoài, bắt từ bên ngoài vào. Bắt từ bên ngoài vào. Bắt từ dưới đây này. Rồi, anh rửa. Bắt cá bằng chân. Thế là số nó rồi chị ạ. Ừ. Thế là cho nó cơ hội để thắt rồi. Cầm chặt không có nó... Wow. Nãy phát là ra đấy. Bắt để ăn thịt mà. Vâng, bắt là thế bây giờ để đâu cho ạ? Cứ để vào đây tí nữa người ta. Cứ để vào đây à? Để vào đây nó bay mất đi. Em cứ cầm đấy. Cầm mấy tí rồi bỏ vào trong cái giỏ của người dân. Mấy chú cá đây là cá đối. Bắt đầu thấy rồi. Bắt đầu có cảm hứng rồi. Kéo mạnh lên em, kéo mạnh lên thế. Sao rồi, lấy chồng biển biến rồi ít đâu mình cũng cái nghề đúng không? Em có chồng con rồi. Chồng thì biết thì sau này chuyến về đây sống thì sao? Đúng không? Đấy, cá đấy. Mình kéo từ 6 giờ đến giờ. À đâu? Mới kéo đúng không? Kéo cái này thì mất vài 3 tiếng đồng hồ đấy. Mấy tiếng đồng hồ? Mất khoảng hơn 2 tiếng. Lâu. Chào có được không? Cô gõ được không em? Em túm cái đầu em lôi ra. Túm cái đầu lôi ra. Túm cái đầu lôi ra. Túm cái đầu. Túm cái đầu này, túm chỗ hai cái mắt đấy lôi ra. Thế nó chết à? Chết thì xác định kiểu gì chắc chết. Anh làm giảm thôi. Ừ nhờ. Mình nhìn sợ nó đau quá. Cứ bỏ vào đây. Tí này dân hỏi nặng. Anh bảo con lớn lên đi. Thuyền lên.
đường ấy. Thuyền lên là cá lên. Thuyền lên là kéo đến à? Không, kéo vào trong bờ, khi nào vào trong bờ hết thì thôi. Nhưng mà mình cứ theo cái thuyền này là kia kìa. Ngoài kia có cái phao, khi mà cái phao kia mà nó vào trong bờ là hết. Ở đằng sau hai cái chị đây. Sau mấy người đang tắm đây có cái phao. Có cái ông áo đỏ đang ngoài kia đây. Đấy. Đây ở khoảng đâu 5 phút đến 10 giờ 30 phút. Sắp đến nơi rồi. Sắp đến nơi rồi mà. Giờ 30 phút. Địa giới hoàn tiền. Vị trí từ khu vực phía Bắc công tiền đồng nước đến khu vực Vạn Hòa. Kẻ nó cứ dính như thế, kẻ nó cứ hoàn rõ ra. Khu vực cần bờ có các nhân viên cứu hộ và khác thì bờ các cáo cũng ATTD. Khu vực bờ có mô tô nước, tàu cần xa và trải cờ một vòng tròn á. Công tác cơ cấp cứu bố trí tại trung tâm ở các bãi tắm hai bên kéo lại với nhau là trung tâm cơ cấp cứu hội chữ thập đỏ số 47 đường Hồ Trung Vương, số Bắc Sơn, thành phố Hà Nội. Đúng rồi. Mình vây lại đấy. À, mình vây lại luôn. Thông báo rộng rãi. Kéo vào. Phương tiện chuyển thành bắc biển. Về nhân dân cả thủ đất nước. Kéo đi em. Bắc Sơn Sơn Biển. Khu vực công hội cổ dài của Bắc Sơn Biển Đồng Nước có biển báo cảnh giới sản xuống 08. Khu vực Sơn Biển có cao siêu giới hạn. Biển cảnh giới có thông phố để biển nước. Khu vực đến Đỗ Quang Nơ Phượng Nước có biển báo dài trận khác. Các kiếm à? Nhanh thế. Nghe nhở? Đội cấp cứu biển phải phối hợp với công an các phường và các đội cảnh sát. Các quận đang bơi đi đâu đấy thôi. Các kiếm em ạ, các kiếm. Đó là con cá gửi cho ban chỉ đạo thành phố. Đội cứu hộ phối hợp với cá này nướng lên là ngon lắm. Nó to, nó nhỏ thế nhỉ? Wow, lần đầu tiên được nhìn thấy luôn. Ôi giời, nướng bóng đêm lên là ăn là ngon. Đang chụp em mà kìa. Trong thời gian nghỉ tại thành phố Cần Thơ, sẽ có đảng vụ viên đi đến các khu vực tập trung phòng nhất và cơ bản đỏ tại các phòng tập. Kéo mạnh lên đi. Bên ngoài kia có một cái túi cá, một cái túi dài, cá nào hết trong đấy rồi, ở đây ít lắm, cái túi nó nằm trong cái túi. Khu tắm phải tuân theo sự hướng dẫn nhắc nhở về nội quy tắm biển của ban quản lý khu chiên bắc biển, nhân viên cứu hộ và bản tin của đài truyền thanh truyền hình thành phố. Khi tắm phải tuân theo sự hướng dẫn nhắc nhở về nội quy tắm biển của ban quản lý khu chiên bắc biển, nhân viên cứu hộ và bản tin của đài truyền thanh truyền hình thành phố. Chấp hành khẩu hiệu mệnh lệnh cảnh báo về công tác cứu hộ và các vụ biển của đội cứu hộ trong thời gian tắm biển. Trường hợp có người mất tích phải báo cho đội cứu hộ. Tôi cũng tham gia các bạn nghe trên các hoạt động công tác cứu hộ cứu nạn và thường
nhau mạnh lên. Dài 3.5 km, thời gian hoạt động từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 3 tháng 12 hàng năm. Vị trí trực khu vực gần bờ có các nhân viên cứu hộ quan sát. Hồi xưa làm đồng một viên à? Ủa, mình tắt mà chỉ xưa à?